Rồi, ok, mới chào quý anh chị và cô bác đã quay trở lại với kênh Lúa TV ha. Thì ngày mới chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình ha. Thì hôm nay Lúa xin chia sẻ đến mọi người một cái video là cái cách rút tiền bằng thẻ ATM trên máy ATM Sacombank các bạn. Thì như các bạn đã biết thì có một số bạn thường hay gặp trường hợp như là mình không biết cách rút tiền và khi rút tiền mình sẽ bị giữ thẻ trên máy ATM, hay là khi rút tiền mình bị rút tiền trong máy ATM. Đó, hay là bị giữ tiền các bạn. Thì các bạn khi bị giữ tiền hay bị giữ thẻ thì các bạn sẽ làm khiếu nại lại và phải mất thời gian đó. Nếu mà thẻ khác ngân hàng thì các bạn phải qua ngân hàng của mình xác nhận mình là chính chủ đó, xong mình mới qua ngân hàng Sacombank đó thì mình mới lấy lại thẻ được. Còn như tiền bị đốt thì nếu mà thẻ khác ngân hàng thì các bạn buộc lòng phải về ngân hàng mình làm khiếu nại ha. Còn nếu Sacombank thì các bạn phải làm khiếu nại đó, là khiếu nại và bị đốt tiền, khiếu nại ít nhất cũng 3 đến 5 ngày. Nếu mà cái ngân hàng đã thanh toán tên máy ATM nhanh thì mình sẽ được hoàn tiền sớm ha. Ok các bạn, thì hôm trước mình có vô tình mình lướt TikTok các bạn, mình thấy có một bạn rút tiền trên máy ATM mà bị đốt tiền. Và các bạn do cái bạn đó là không biết là máy sẽ tự động rút tiền các bạn. Thì cái máy ATM của Sacombank nó đã lập trình sẵn rồi, ít nhất là khoảng 30 giây khi mà tiền ra, nếu bạn không lấy tiền nó sẽ rút tiền các bạn lại ha. Và các bạn phải làm khiếu nại ít nhất từ 3 đến 5 ngày hoặc 10 ngày các bạn thì các bạn mới có thể lấy tiền lại được. Đó, thì để mình chia sẻ cái video cho các bạn xem, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách để mình rút tiền, hay là cái cách để rút thẻ đúng cách, hay là cái cách để mình không bị rơi vào trường hợp như các bạn đó ha. Rồi mời các bạn theo dõi video mình ha. Trước tiên mời các bạn theo dõi cái đoạn video trên TikTok này và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý mà không để rơi vào trường hợp như thế ha, hay là khi mà rút tiền thì các bạn có thể xử lý như thế nào. Mời các bạn theo dõi video mình nhé. Các bạn ơi, thì trường hợp của cái bạn đó vừa rồi á là do anh ấy là không biết là tiền sẽ bị nuốt lại như các bạn, và anh ấy để mất thời gian qua quá thời gian 30 giây nên tiền của mình bị nuốt lại, và anh ấy buộc lòng phải vào ngân hàng khiếu nại như các bạn để lấy lại tiền ha. Thời gian khiếu nại ít nhất từ 3 đến 5 ngày đó. Ok các bạn, thì hôm nay Lúa sẽ lên máy ATM để mà mình rút tiền thử đó, cho các bạn biết cái thời gian mà cái thẻ nó, nếu nó ra thì bao lâu, nếu mà bạn không lấy thẻ ra thì nó sẽ nuốt thẻ và nó giữ thẻ bạn, và cái thời gian và tiền nó ra bao lâu. Thì nếu các bạn không lấy tiền thì nó sẽ nuốt tiền bạn ha. Thì nếu mà nó đối với tiền ra thì 30 giây thôi các bạn, nếu mà các bạn không lấy thì nó sẽ nuốt tiền. Còn mình sẽ thực hiện video cho bạn xem ha, mời các bạn theo dõi video nha. Rồi ok các bạn ơi, hiện tại mình đang đứng trước máy ATM của Sacombank nha các bạn. Thì trước khi rút tiền thì các bạn lưu ý giúp mình một số điều nha. Khi rút tiền các bạn để ý giùm tụi mình cái là cái chữ Sacombank ha, là nó phải chữ cái nó nằm trên như thế này, và cái chữ Sacombank lúc nào cũng chữ cái đầu tiên phía vô trước nha các bạn. Và các bạn để ý giùm mình là cái không nên rút ngược thẻ hay là mặt trên mặt dưới nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ rút thử cho các bạn xem nha. Khi mà mình đưa thẻ ngược nè thì nó sẽ không nhận thẻ nha các bạn. Đó. Và mình sẽ lật ngược lại cái thẻ coi nó nhận không, và nó sẽ không nhận luôn nha các bạn. Khi mà mình đưa đúng chiều nha, để ý chữ cái Sacombank hay là các ngân hàng cũng vậy, các ngân hàng thì chữ cái đầu tiên nó sẽ vô đầu tiên đó. Rồi khi mà đưa thẻ vô bên trong thì nó để là máy ATM đang xử lý ha, hệ thống đang xử lý đó. Quý khách vui lòng đợi trong gì lát. Sau khi nó đưa mình vô giao diện bên trong thì nó để như thế này đó. Sacombank kính chào quý khách, quý khách vui lòng thực hiện giao dịch. Ở trên màn hình nó sẽ nổi lên ô tiếng Việt và tiếng Anh, thì các bạn nào sử dụng tiếng Anh thì nhấn tiếng Anh, còn sử dụng tiếng Việt thì nhấn tiếng Việt, cho mình chỉ gặp tiếng Việt thôi, mình nhấn tiếng Việt nha. Đó, thì nó để là quý khách vui lòng nhập mã. Đó. Mật mã của Sacombank gồm 6 số như các bạn. Thì ở đây có hai ô đăng nhập và ô tạo mã pin mới ở phần dưới như các bạn. Tạo mã pin mới nè. Thì các bạn lưu ý khi xài thẻ Sacombank thì không nhấn hai ô này nha. Thì vì nhấn hai ô này nó sẽ khi mình tạo mã pin mới, và các bạn sẽ nhấn vô mật khẩu ngay chỗ này luôn. Khẩu của Sacombank gồm 6 số các bạn. Đó. Rồi, thì nó sẽ đưa mình vô giao diện bên trong. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện mà mình sẽ rút tiền đủ 100.000. Đó, coi cái thẻ mình nó mất thời gian bao lâu để nó giữ thẻ mình ha. Đây mình sẽ in tương lai ra. Đó, thì để hệ thống này xử lý nè. Quý khách vui lòng đợi trong giây lát. Các bạn lưu ý giùm mình ha, nếu mà các bạn nhập sai mật khẩu nha, cái trường hợp nhập sai mật khẩu nha các bạn,
thì nó vẫn đưa mình vào bên trong, nhưng mà khi mà mình rút tiền thì nó sẽ báo mình sai mật khẩu như thế này đó. Đó thì các bạn mà nhập sai mật khẩu quá 3 lần thì nó sẽ khóa thẻ các bạn ha, nhưng mà nó không nuốt thẻ nha các bạn nha, nó chỉ ội ra thôi. Nó ội ra thì các bạn không lấy thẻ này nó mới nuốt thẻ các bạn ha. Đó. Ok các bạn, thì mình sẽ chia sẻ luôn các bạn, nếu mà các bạn nhập sai quá 2 lần các bạn đừng nên nhập nữa nha các bạn, và các bạn sẽ thoát thẻ ra và các bạn sẽ vô chỗ rút thẻ vô lại, và các bạn nhấn ở chỗ đăng nhập hoặc là nhấn chỗ tạo bảo pin mới để mà tạo mật khẩu lại nha các bạn, thì cái mật khẩu nó sẽ gửi về tin nhắn cho số điện thoại của bạn, và các bạn vô đó các bạn đổi mật khẩu lại thôi. Đó rồi bây giờ thì mình sẽ nhập lại cái mật khẩu của mình, nếu mình nhập quá sai 3 lần thì nó cũng phá thẻ mình như thường nha. Rồi đây mình nhập mật khẩu, sau khi nhập mật khẩu xong thì nó đúng mật khẩu thì nó để như thế này, hệ thống đang xử lý, quý khách vui lòng chờ trong giây lát để mà nhận tiền các bạn. Thì hiện tại mình đã nghe tiếng máy nó xào tiền ha. Ok các bạn lưu ý giùm giúp mình một điều đó là khi mà hệ thống nó, máy bên hệ thống của Sacombank á thì thẻ nó sẽ ra trước tiền ra sau ha. Có một số bạn sẽ gặp trường hợp là khi mà lấy thẻ xong rồi không lấy tiền nó sẽ bị nuốt tiền lại nha các bạn. Đó bây giờ trường hợp đó, như thêm trường hợp của mình là nó sẽ cho mình ra trong vòng 10 giây nếu mình không lấy thẻ nuốt thẻ ha, và nó cho mình một lần các bạn, còn tiền thì nó sẽ nuốt luôn nha các bạn, và thời gian tiền ra là 30 giây nếu các bạn mà không lấy tiền thì nó cũng nuốt tiền lại các bạn nha, và các bạn buộc phải vô ngân hàng khiếu nại ha. Đây mình sẽ để thử 30 giây cho các bạn xem và nó sẽ nuốt tiền như thế nào. Đó do mình sợ nó nuốt tiền nên mình sẽ cầm như thế này để khi mà nó giữ tiền mình sẽ gạch ra nha. Đây được 30 giây các bạn. Đó, ok. Đó, sau khi đủ 30 giây nó sẽ tự nuốt như thế này. Đó, do mình đã cầm sẵn nên nó không giờ lấy được tiền ha. Và đây. Đây các bạn, đây là số tiền mình ha. Và đây là cái biên lai mình mới vừa rút tiền ha. Rồi, ok các bạn ơi, thì vừa rồi Lúa đã chia sẻ đến các bạn cái cách để mà mình rút tiền bằng thẻ ATM của Sacombank hay là thẻ của các ngân hàng như thế nào cho đúng cách, và mình sẽ nhận biết được để mà tránh gây trường hợp vào bị nuốt thẻ, bị giữ thẻ hay là bị giữ tiền nha các bạn. Thì như các bạn đã biết đó, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam mình đó, thì càng ngày càng phức tạp ha. Thì tên tất cả các máy ATM của Sacombank đều có trang bị nước rửa tay cột sát khuẩn ha. Khi các bạn rút tiền thì các bạn nhớ giữ gìn khoảng cách giúp mình ha, như là khoảng cách từ 2m trở lên. Đó, và khi rút tiền thì trên máy ATM có chai cồn thì các bạn có thể rửa tay trước. Đó, khi mình thực hiện rút tiền thì còn nó sẽ diệt luôn cái vi khuẩn trên cái máy ATM ha. Và sau khi rút tiền xong thì các bạn kỹ chút thì các bạn có thể rửa tay lại ha. Rồi thì mình xin kết thúc video đây ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video mình. Nếu các bạn thấy video mình hữu ích thì hãy like cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình nha các bạn. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.